Chị gái Hòa Minzy từng là tuổi thơ của nhiều người. Các bạn nhỏ nhớ là phải đánh răng thật sạch trước khi đi ngủ. Chúng mình cùng chào tạm biệt các bạn nhỏ. Xinh đẹp, hài hước chẳng thua gì em gái. Ơ, sao chương trình bây giờ là 9 rưỡi rồi mà vẫn đông người này ạ? Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự xuất hiện của nữ ca sĩ Hòa Em Tôi. Nhắc đến chị Kính Hồng, có lẽ ai cũng biết đây là một nhân vật đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều bạn. Trong chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon, có người phải xem chương trình này mới có thể đi ngủ. Trong bốn chị Kính Hồng, có người tên thật là Nguyễn Hằng, chị gái ruột của Hòa Minzy, sinh năm 1992. Nguyễn Hằng cho biết, tôi phải cảm ơn nhân vật chị Kính Hồng, cảm ơn anh chị ekip Chúc Bé Ngủ Ngon đã mang đến cơ hội cho tôi, giúp cho tôi đạt được rất nhiều điều trong cuộc sống. Tôi may mắn được khép lại những trang cuối cùng của chương trình này. Nguyễn Hằng được khen nhan sắc xinh xắn cũng chẳng thua gì em gái của mình. Nhìn thoáng qua, hai chị em đều có diện mạo khá giống nhau như khuôn miệng và đôi mắt. Xưa và nay có thể thấy, nhan sắc chị Kính Hồng ngày càng thăng hạng. Anh có còn nhớ một kỷ niệm đặc biệt hoặc một chuyến đi nào đó mà anh cảm thấy rất tự hào? Bên cạnh đó, dân tình cũng khen chị gái Hòa Minzy có tính cách hài hước không thua gì người em của mình. Trong một khoảnh khắc làm MC và giới thiệu nữ ca sĩ là Hòa Em Tôi khiến ai cũng bật cười. Không chỉ nhan sắc có sự tương đồng mà về khả năng hài hước có lẽ gia đình này là gen di truyền. Việc Nguyễn Hằng là chị gái của Hòa Minzy được ít người biết. Chính vì thế, vẫn có người thắc mắc tại sao họ lại giống nhau. Trong khoảnh khắc Hòa Minzy về quê hát, dân tình còn ngỡ chị Kính Hồng giới thiệu xong thì xuống thay trang phục sau đó lên hát chứ không phải là em gái. Nguyễn Hằng là một người rất tài giỏi, thời đi học cô từng đoạt giải nhất cấp tỉnh, giải nhì cấp quốc gia kỳ học sinh giỏi môn sinh học, được học bổng Odin Valet bằng khen tài năng trẻ tỉnh Bắc Ninh. Khi lên đại học cô nằm trong top 100 sinh viên xuất sắc khóa 2010-2014 của Học viện Ngân hàng. Thời sinh viên, Nguyễn Hằng đoạt danh hiệu Hoa Khôi Học viện Ngân hàng, Miss Banking 2013. Nay cô làm MC và gặt hái được nhiều thành công ở các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam. Chị gái Hòa Minzy có chất giọng rất truyền cảm. Bé ơi, chào bé. Mình cùng lắp ghép và khám phá nhé. Bé ơi, bé có ở đó không? Ngoài có khiếu MC thì Nguyễn Hằng cũng có thể ca hát. Cô cho biết em gái là một người phiêu bồng và tràn đầy năng lượng, luôn cháy hết mình vì nghệ thuật. Còn Nguyễn Hằng lại sống khá an toàn, bình dị và muốn mọi thứ nhẹ nhàng. Cô thích những thứ thực tế trong cuộc sống nhiều hơn là theo đuổi nghệ thuật. Vậy nên cô lựa chọn hướng làm truyền thông cho doanh nghiệp, là một MC, giảng dạy kỹ năng MC để được sống với đam mê của mình một cách nhẹ nhàng nhất. Chúng ta không cần phải trở thành bản sao của một ai đó để có thể hạnh phúc hơn. Bởi vì sống có mục đích thì đã là hạnh phúc rồi. Nhưng sống mà biết vừa đủ, biết hài lòng với chính bản thân mình thì còn hạnh phúc hơn nữa. Nguyễn Hằng đã lập gia đình và có con. Ông xã của cô là một người tài giỏi và chiều vợ con. Ngoài Nguyễn Hằng thì Hòa Minzy còn có hai người chị khác và một em trai út. Các chị em Hòa Minzy đều là những người con hiếu thảo và trong các dịp lễ Tết đều tụ họp với bố mẹ. Nữ ca sĩ từng bỏ tiền ra xây nhà cho bố mẹ, trả nợ và nuôi em trai ăn học. Gia đình cô từng nghèo khó, chị cả và chị hai phải đi phụ hồ giúp bố. Còn bạn thấy sao về chị Kính Hồng hiện tại? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!